Ơi Phúc Dạ. uống với anh hai miếng trà nha. Dạ, cảm ơn anh hai. Ừ. Rồi. Lâu lắm rồi mới gặp lại anh hai ha. Rồi rồi lâu lắm rồi đó. Rồi lúc này Phúc ở đâu? Lúc này em ở bên quận 6 á. Chạy tới đây kể chuyện tâm linh cho anh hai nghe ha. Dạ, bởi có dịp gặp lại anh hai luôn đúng không? Ê, nghe nói lúc đó hồi đó lúc trước là có đi học đạo diễn đúng không? Dạ có đi học đạo diễn. Rồi bây giờ là có đi ra dàn dựng hay cái gì không? Lúc này thì em tập trung là em biên kịch với lại em diễn viên. Em biên Biên diễn biên với kịch là mình viết kịch em bản là của sân khấu hay là viết kịch bản cho phim? Em viết kịch bản của phim. Làm Em viết phim. gì vào Làm phim phim phải không? cũng được hai ba phim. Ồ vậy hả? Dạ, Ấy. và cũng vui. Qua nghe em điện cái em nói là có cái câu chuyện gì đó về tâm linh tới đây kể cho anh hai với bà con trong cái chương trình Ngọn Đèn Dầu nghe Dạ đúng đúng không? rồi, đúng rồi. Đọc chuyện gì Tại kể anh vì hai nghe coi. hồi nhỏ là em thấy nhiều. Hồi nhỏ lúc còn nhỏ nói chung là gọi là nhỏ hơi yếu bóng vía đồ này nọ nên thấy nhiều đi. Là thường thường là em sẽ thấy hai bên vai của em. Thì nhà em á là hiện ra là có hai đứa em trai, hai đứa em. Nếu như mà mẹ em mà có sanh ra sẽ là trai, nhưng mà hai đứa đó là bị sẩy. Thì em nằm là em sẽ vẫn cứ thấy là có ở hai bên vai của mình. Thì lúc đó em nhỏ em sợ thì bà ngoại mới cho cái bài khấn, nhưng mà ngoại cũng an ủi đó là chắc là anh mấy đứa em của con đó cho nên không có sao đâu. Thì sau này lớn lớn lên rồi 8 9 tuổi thì chắc kiểu đó là cũng đủ cứng cáp rồi cho nên là không còn nhìn thấy nữa đó. Cho nên là nguyên một khoảng thời gian rất là dài em không thấy nha. Trước khi mà em vô em học bên ngành sân khấu á, bên đạo diễn bên sân khấu, là có một khoảng thời gian em làm bên du lịch khách sạn. Thì bạn em á, nó là cái người bán tour. Thì làm một người bán tour thì nó phải biết là cái chỗ cái resort đó nó như thế nào, nó phải đi trải nghiệm. Thì có lần nó được đi trải nghiệm miễn phí thì nó dắt em theo. Thì lúc đó là tụi em đi ở Hội An. Thì cái resort rất là đẹp, có hồ bơi rồi này nọ. Đó, thì cái phòng đó là cái phòng mà tụi em ngủ được 3 người, em với lại nó với lại thêm một đứa bạn nữa. Thì tụi em đi chơi nguyên ngày rồi về thì rất là mệt cho nên là đứa nào cũng nằm ra ngủ. Thì nó ngủ một góc riêng, và khi mà nó đang ngủ vậy thì nó bật dậy, nó la sùm luôn. Tụi em cười, tụi em nói là rồi mớ bị mớ, tại mệt quá nên mớ. Xong qua nó không nói gì hết. Đến lúc mà đi về lại Sài Gòn, nó nói với tụi em là tao bật dậy lúc đó là tại vì tao thấy một con nhỏ con gái chết cháy. Nó thì là cái người nó là bị bong tróc hết, là một người thật sự là chết cháy, thấy cái mặt đồ mỡ chảy này nọ các kiểu, là tao sợ quá. Và ngày hôm sau nó gọi điện thoại, ê mày ơi, cái đó thiệt với mày. Bởi vì sao? Nó được đi chơi miễn phí ở chỗ đó, nó đi về xong và mọi người mới kể cho nó nghe rằng cái khu resort đó đã từng bị cháy, và sau đó người ta mới xây lại cái khu đó để làm lại kinh doanh trở lại, cho nên là cái con nhỏ cháy đó là con nhỏ nó có thiệt đó, Là tại có một ngay người cái chết chỗ cháy ở cháy đó. đó. Nhưng mà bản thân em với lại bạn em là không thấy, còn em cảm thấy là ok, mình không đụng tới ai thì cũng không ai đụng tới mình đúng không, mình không cần phải thấy những cái đó, không có quậy mình. Và luôn tin chắc cái điều đó cho đến bây giờ, sau khi mà em đi qua em đi lại em làm bên phim ảnh này nọ các kiểu, thì em nói là em biên kịch đúng không. Thì đợt vừa rồi á, hồi tháng 2 là tụi em phải đi theo đoàn để lên coi bối cảnh trước, Đi lên coi ở đâu? lên Đà Lạt. Tụi em làm bối cảnh bên Là bên quay Đà ở Lạt, trên Đà Lạt đó ha. quay trên Đà Lạt. Thì trên Đà Lạt thì biết rồi, mọi người đều nói với nhau là nơi nào cũng có hết. Thì ok fine, nhưng mà tao không thấy đâu. Tao tin vậy mà tao không thấy đâu. Thì tụi em đi 2 lần. Lần đầu tiên á thì là cái bạn đạo diễn á, bạn ở chung với bạn thư ký, còn em thì em biên kịch em ở trên lầu, cả là một cái homestay ở Đà Lạt, nó tài trợ cho đoàn phim tới. Thì sau này ra phim thì tụi em sẽ tắt tên, giới thiệu cái homestay đó, kiểu như là giới thiệu cho nó luôn một cái business qua lại với nhau. Thì cái phòng của đạo diễn á nó nằm ở tầng trệt, còn tụi em á là nằm trên lầu. Và cái phòng đó của nó ha,
nó có một cái cửa sổ nhìn xuống phía sau của cái homestay. Ừ. Thì ở phía sau đó là một cái chỗ cái khu barbecue, khu đồ nướng cho mọi người ăn chơi á. Thì từ cái khu đồ nướng á mà nhìn lên cái cửa sổ phòng của nó là cỡ 3-4 mét, nói chung là cao. Thì tối hôm đó tụi em ăn nhậu xong với nhau, cùng với đoàn xong rồi, thằng đạo diễn nó vô, nó ở chung với lại cái thằng thư ký. Thằng thư ký là bị trước, tắm rửa xong rồi ra đứng gần cái cửa sổ, mở cái cửa sổ ra một cái thấy nguyên người đàn bà đứng luôn, đứng ở ngay cửa sổ. Mà cái giải thích là không thể nào có người đứng ở ngay cửa sổ được, tại vì cái cửa sổ là nhìn xuống dưới vườn là cách 4 mét thì không có cách nào mà đứng ngoài đó. Một người đứng ngoài vườn. Đứng phải có cái chỗ để đứng chứ. Đúng, nó không có ban công, nó chỉ là một cái cửa sổ thôi. Thằng nhỏ mở cái màn ra, thấy nguyên một người đàn bà đứng ở đó. Kể như là nó đứng đơ người ra, xong là nó đóng màn lại. Nó lên giường nó nằm. Mà nó ác là nó không kể cho thằng đạo diễn nghe. Thằng đạo diễn đang ngồi bấm biến điện thoại trên giường không chú ý gì hết. Thằng đạo diễn coi điện thoại xong, bỏ điện thoại xuống, buồn chán quá mở cửa ra, thấy luôn. Ồ rồi. Hai thằng đơ ra luôn, nằm suốt đêm vậy đó, nằm thẳng cẳng suốt đêm. Và suốt đêm đó là tụi nó bị quậy. Cái thằng thư ký nó kể là em nằm nha, là em sẽ có cảm giác như là có người nào đó đang rờ theo cái sống lưng của em. Là có một cái cảm giác là, anh hiểu cái cảm giác không? Giống như là em chưa thể chạm vô tay anh mà em cứ như vậy. Nhưng mà mình có cái cảm giác. Anh sẽ có cảm giác. Là nó có cái cảm giác đó. Là nó nói là nó biết là có người trong cái phòng đó rồi, nhưng mà nó không nghĩ là bị quậy tới như vậy. Thì đó là cái lần đầu tiên. Đi về xong, tới đợt sau lên nữa, tay cũng được cái chỗ resort nó tài trợ. Tại vì tụi em sẽ lấy chỗ đó làm bối cảnh luôn. Đợt này hơn có em ở. Em ở chung với lại thằng đạo diễn. Thì thằng đạo diễn nói mày nằm có gì mày coi chừng nghe, tao thấy rồi đó. Cũng ngay chỗ đó nữa. Thì cũng ngay cái phòng đó. Sắp xếp làm sao đó cuối cùng vẫn là ngay cái phòng đó. Tại vì thiệt ra cái phòng đó cái phòng rộng nhất. Thì mọi người ưu tiên cho đạo diễn được cái phòng rộng. Những cái phòng trên lầu nó nhỏ hơn. Và cái cảm giác của em lần đầu tiên em cảm nhận sau rất là lâu năm, có nghĩa là gì? Em đặt mình em nằm xuống là nó lạnh người liền. Mơ mơ tỉnh tỉnh nha, là anh tưởng tượng là em đang nằm như vậy đi, cái đầu giường ở đây, cái bức tường ở đây, em nằm em nhắm mắt một tí xíu, người em lạnh lên, cứng lên, và là em thấy nguyên một cái bộ tóc nó tự ở trên nó xù xuống cái mặt em vậy nè. Là giống như là có người đang đứng. Có người đứng cái tóc nó rớt xuống rồi hả? Sát xuống cái mặt của em vậy đó. Trời ơi, là lúc đó là cái tay em làm vậy đó. Nó để lại y như vậy. Và em còn không thể nhớ cái bài kinh của bằng thoại em được nữa. Mà em cứ Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật, Nam Mô Di Đà Phật. Thì cái cảm giác là nó thoát đi. Nhưng mà suốt đêm đó là giống như là người đang bị cơn sốt vậy đó. Nó cứ lạnh, nó sớm nó lạnh. Và cái ngủ của mình nó không có yên được. Cái cảm giác rất là khó chịu. Và cái thằng đạo diễn, dù là nó đã bị rồi, và giữa đêm á, là nó bật dậy mà nó chụp tay em. Nó bật người lên mà nó như vậy nè. Đó, rồi từ đầu em kêu nó rồi nó mới nằm xuống lại. Ngày hôm sau em mới nói nó, tao thấy rồi. Nó nói mày thấy rồi đúng không? Đúng rồi, tao thấy rồi, tao đã thấy rồi. Nó nói với em, lần này tao thấy rồi, tao biết ở đâu rồi. Là anh cứ tưởng tượng đi, cái phòng mà em bước vô, ngay đối diện cái cửa phòng sẽ là một cái gương đứng cao. Để mà người ta có thay đồ thì người ta sẽ đứng, người ta nhìn được nguyên người á. Là một cái gương đứng cao vậy nè. Cái gương đó nó lại chiếu thẳng vô trong cái giường của tụi em. Đó. Và thằng đạo diễn nó đã thấy cái gì? Khi nó mơ mà nó giật người, nó bật dậy á, là lúc đó nó thấy người đàn bà đứng ở ngay cái gương á, đứng ngay ở cái gương đó luôn, đứng ngay cái gương đó luôn, là nhìn về phía tụi em như vậy nè. Sợ. Sau này tụi em mới nghĩ lại, tại sao mà tụi em cứ phải lấy cái phòng đó, tụi em cứ phải lấy cái phòng đó, là bởi vì dù là cái ngày nào đi chăng nữa, tất cả những phòng ở phía trên
sẽ đều có người, nhưng mà cái phòng đó giống như là một cái phòng trống nha, một cái phòng để không, một cái phòng extra để ở đó vậy đó, trù bị vậy đó. Nó chưa bao giờ tụi em vô mà cái phòng đó có người nha. Ngay cả cái đợt thứ hai, mà cái đợt mà tụi em là em phải vô ngủ ở trong cái phòng đó đó, là tại vì tụi em tới sớm và chỉ có cái phòng đó là cái phòng trống thôi, không hề có phòng nào khác trống hết, tất cả ở trên đều kín mít hết, 6 phòng ở trên kín mít hết, chỉ có riêng một cái phòng lớn nhất là vẫn còn trống. Đợt trước cũng vậy, và tụi em được ưu ái vô phòng đó. Ưu ái? Ưu ái à. Đó, sau này khi tụi em bắt đầu lên quay thì do đông người quá thì tách người ra ở những cái homestay cạnh 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 nhau. Thì khi đó cái bà ở cái homestay khác á, bà mới nói là ủa là ở trong cái phòng ở bên resort đó đó hả? Nên tụi em nói đúng rồi. Cái bà mới cười, bà mới nói ngủ được không? Rồi đúng đúng tâm ý nhau rồi. Bắt đầu ngồi kể lại từ đầu đến cuối, xong cái bà mới nói vậy nè. Cái thời hồi xưa ở cái nhà đó đó, là cái bà vợ đó là không đi làm, kể như là ở nhà nuôi con rồi này nọ, đầu bếp này nọ thôi. Và ông chồng á thì ổng đem vợ bé về, đem vợ bé về ở trong cái nhà đó luôn. Và bả vì thương con cho nên là bả cũng không có muốn bỏ con hay là rời đi hay cái gì hết đó. Bà vợ đó, bà vợ chính thức á, bả vẫn ở lại trong cái nhà đó. Và bả ở tầng trệt, thằng chồng với con vợ bé ở trên lầu. Và đến một cái thời điểm mà bà chịu không được nữa, thì ở ngay cái chỗ mà cái cửa sổ đó, đó là cái cửa sổ bà thắt cổ. Cho nên là dòng dòng nó sẽ là từ cái phòng ngủ nó đi ra phía nhà bếp, và nó đi vòng vòng phòng khách, là nó chỉ vòng vòng cái tầng trệt đó thôi. Còn vợ chồng là ở tầng trên. Tầng trên đó. Rồi sau này khi mà bà vợ mất rồi thì cái gia đình đó bán nhà đi nước ngoài, nhưng mà cái gì đó là nó cũng đều dính ở cái tầng trệt đó hết. Và sau khi mà tụi em không còn ở cái chỗ đó nữa, tụi em không ở đó, mà những cái người bên đoàn phim, những diễn viên nào đó, thì có những diễn viên nó không tới cảnh thì nó ở lại trong resort, ở lại trong cái homestay đó, thì nó nói là ở dưới tuy không có người nhưng mà nó vẫn sẽ nghe tiếng lịch kịch gì đó ban đêm đi ra đi vô trong bếp các kiểu. Nó vẫn theo kiểu như vậy. Là cái đó là cái lần mà em bị quậy nhiều nhất. Mới gần đây hồi Tết, em nhớ là mùng 8 Tết là tụi em bắt đầu lên đó quay. Mới hồi Tết này luôn hả? Đúng rồi, cảm giác còn rất đầy. Đó, nó là như vậy. Mà hồi đó là tụi em, thiệt ra là tụi em cũng đi phim mà. Em thấy đi phim là đi nhiều nơi, đúng không? Thì nơi nào thiệt ra là cũng phải cúng hết. Không cúng là cũng sẽ bị quậy. Có những lần mà tụi em đi mà bị quậy tới nỗi rồi máy móc đồ này nọ cứ hư hoài, cẩu hư hoài rồi này nọ. Mà tụi em là thay đoàn là phải cúng bốn góc luôn. Bốn góc cái chỗ quay. Bốn góc là chỗ quay làm sao? Lấy lư hương rồi đặt ở bốn góc. Bốn góc là đó, chỗ nào quay là quay, đặt bốn góc là đó. Bốn góc là để thắp nhang vậy đó, cúng rồi này nọ các kiểu, để xin là đừng có bị quậy nữa. Theo kiểu đó. Mà anh cũng bị nhiều mà hả, nếu như mà đi phim nhiều thì chắc thấy cái cảm giác đó cũng nhiều. Thường thường á là mình đi tới đâu á, anh cũng nói là đi tới đâu là mình phải cúng xin phép người ta. Như cái chỗ cái nhà của em hay cái phòng của em đi, vô không nói tiếng nào, lấy tập của em, lấy sách của em, lấy đồ cá nhân của em dời đi tùm lum hết trơn, em giận không? Đúng rồi, đúng không? Ví dụ như cái phòng đó thường thường á, em đấy cái nhà mà ít ở á, là tự nhiên những cái dòng là sao? Tại vì ta nói nhà này ít ở, ta tới vô, ta tới những cái tượng á, mà ít để lâu không có cái mà là, có là người ta sẽ ẩn ở trong đó. Đó cho nên đó là thường thường chắc cái căn phòng đó là ít ai ở, với hơn nữa là cái dòng linh của cái cô đó nó nặng quá, nó nặng quá, người ta còn ẩn khuất ở trong đó, nó lẫn trong đó, mà mấy em vô mấy em quậy đoàn mà anh hiểu mà đúng không? Hiểu rồi, trời hiểu ơi rồi. Đoàn là quậy ung sùm vô là ung sùm đó. Cái người ta đang yên tĩnh, bây giờ thử bây giờ đây giờ thử mấy em không lên đi một hàng ngày tới đó đâu có tiếng động rồi đâu. Yên tĩnh lắm, tao quen rồi. Tao quen cái sự yên tĩnh rồi. Lợi ồn ào tao mệt. Phiền. Tao phiền nữa mà lợi đâu quay, đâu phải tụi em là quay, chắc là quay cũng cả
mấy ngày chứ. Tụi em quay gần cả tuần. Trời ơi. Quay cả tuần ở đâu đó. Đúng rồi, cho nên là mình có gì mình xin phép người ta. À làm em nhớ hồi đó lúc mà bên du lịch á, lúc nào nó cũng vậy, hướng dẫn viên á là sẽ dặn là mấy bạn, mấy anh chị ơi, vô phòng trước khi vô gõ cửa giùm em tiếng. Em nhớ là hình như là nam gõ cửa xong rồi sẽ đứng qua bên trái, còn nữ mà gõ cửa thì đứng qua bên phải. Ủa tại sao là đứng bên trái bên phải? Không biết nữa, như là nam tả nữ hữu hay cái gì đó. Ủa vậy phải, nói phải là đúng vậy. Gì luôn. Nhưng mà vẫn là phải có gõ cửa trước. Ờ. Xong rồi sau đó mới 1, 2, 3, 4 rồi mở cửa bước vô là bên du lịch vẫn có thể dặn các khách đi chung á làm cái điều đó. Để giống như là ok tôi vô nha, cho tôi mượn cái phòng này. Nó cũng y như vậy á. Nó phải có cái đó. Còn đúng là mình vô mình quậy nó ồn ào. Có lúc mà tụi em ở phòng dựng, cũng mới vừa rồi tụi em ở phòng dựng phim, là có nghĩa là quay xong rồi mình xong về rồi. Mình dựng lại ha. Dạ thì lúc đó tụi em phải dựng là 9-10 giờ tối tụi em còn ở phòng dựng. Thì cái thằng dựng nó quậy, nó có cái chuông ở đây nè với cái đồ gõ bong vậy đó. Thì tụi em giỡn, tụi em gõ cái bong bon. Rồi em vẫn chưa. Ê chấp niệm làm cái chỗ đoạn này cho đẹp nè, chấp niệm là gõ cái bon chơi vậy đó. Gõ cái bon xong vừa tính copy file suột vô tắt máy. Nó tắt 3-4 lần luôn. Rồi cái thằng editor nó nói tức quá rồi không chịu được nữa. Nó lấy điện thoại, nó mở nó bấm bài kinh. Nó vừa xong cái bài kinh đó ở trên điện thoại nó xong là mọi thứ bắt đầu trở lại suôn sẻ. Trở lại bình thường. Tới ngày hôm sau em mới bị bên sản xuất đó chọc. Nó nói sao qua mới bị mới quậy người ta đúng không? Nó có quậy gì đâu, nó quậy tao thì có. Bên sản xuất nó mới cười, nó nói với em ban đêm rồi không để cho người ta ngủ đi gõ chuông làm cái gì, người ta đang nghỉ, người ta giận nó bởi phạm nó. Nó y như vậy luôn. Ở sân khấu cũng vậy. Sân khấu vẫn bị, có một số em nó kể là một em gái nó kể nó diễn một cái kịch, mà kịch gọi là kịch ma đó. Thì nó đóng vai một cái con ma từ ở dưới khán giả đi lên để làm cái hiệu ứng khán giả sợ vậy đó. Thì hôm đó nó nói bữa đó em có mời cái chị đó là bác sĩ. Bác sĩ là mấy người bác sĩ thì họ gì có thể nhìn thấy được, tại vì họ tiếp xúc với người chết nhiều mà. Thì cái bà người bác sĩ đó là bà chị thân với nó đó, để coi coi xong cái về nó chị coi hồi nãy ma ghê không, tại nó đóng kịch ma mà nó đóng vai con ma đi lên. Cái nó coi dựng cũng ghê á. Nhưng mà làm như là mấy em bộ quên hả, có quên không, có diễn mà quên không, bà nói là quên thoại quên đi lên không. Cái nó ủa đi lên sao, tại vì lúc em đứng ở dưới đó cái chị thấy, chị biết chị dòm như này, cái chị thấy có hai người đó. Mà sao em đi lên có mình, cái từ kéo đặt chị ngồi chị đợi chắc con đứa lên nữa. Cái em thấy là nó cũng đứng kế em luôn, cái em nói là à chắc cô này nó lên nó nhát, xong nói là tại vì chị coi kịch ma chị không có sợ, chị không có sợ. Cái chị đợi cái người nó lên hoài để diễn, tưởng đâu là em lên rồi thì là bả lên lên nữa. Sao không có, cái nói anh ơi má ơi. Em nghe xong nghe em điếng luôn. Ủa chị ơi, cái tuần đó em có đi có một mình à, đâu có ai nữa đâu. Em thấy sân khấu nó linh lắm nha. Thì đó thì cái đầu là cái đó là có thiệt đó. Bởi cho nên là sân khấu là cũng có đó, cùng mà đi phim mà mấy em đi quay ở lại là mấy em phải xin phép. Đúng rồi đó. Cái gì mà vậy? Thấy coi sân khấu là hay tập đêm. đó là dễ bị. Có một lần tụi em tập khuya 11-12 giờ mấy. Rồi thôi xong cảnh này đi về nha, mới tắt bớt đèn là ở phía dưới nghe cái ghế mình ngồi á bật lên vậy nè, giống như là có người ngã ngồi và bắt đầu đứng lên rồi thôi xong rồi đó. Giống như mấy cái ghế trong rạp hồi xưa, cái mỗi đó. Lần mà mình ngồi thôi mình đứng lên rồi cái bụp lên đúng không. Là luôn luôn như vậy. Là luôn luôn như vậy ban đêm, tới nỗi mà cái ông bảo vệ ổng lo tắt đèn đóng cửa, ổng nói là tụi mày phải chờ tao tắt đèn xong tụi mày mới đi, kể như là phải đi chung với ổng. Chứ đừng có để bỏ ổng đi một mình. Tới như vậy luôn á. Mà đúng là em thấy bên sân khấu mà nó linh, mọi thứ nó rất là linh luôn. Giống như em có một người bạn, nó kể lại là nó diễn cái vai đó là nó thế cho một cái anh diễn cái vở đó xuyên.
bữa đó anh và ông diễn, anh nói diễn, nó diễn thế, diễn thế rồi đó, diễn thế thì nó diễn nhưng mà nó vẫn cảm thấy là nó diễn không có, không có mặn được, không, người ta không có theo cái miếng của nó được á. Ừ. Vẫn là nó thấy cái hiệu ứng của khán giả, anh nhớ cái anh hiểu cái cảm giác đó không? Cái, nó ra cái gì đó người mà người ta không có hào hứng theo cái đó là mình cảm nhận được liền, mình diễn là mình sẽ cảm nhận cái đó được liền. Thì nó vô bên trong hậu trường ở phòng make up á, thì cái vở đó là của một anh nghệ sĩ viết kịch bản mà anh đã mất rồi. Thì nó đi vô và nó khấn ảnh, nó, anh ơi anh giúp cho em diễn vở này đi, đây là vở đầu tiên mà em được diễn rồi, cũng như là gần chính đi, anh giúp cho em để em diễn được cái vở này cho nó tốt hơn. Thì em không nghĩ đó là, không biết đó là do để nó cái tinh thần của nó lên hay là thật sự là nó, cái người nghệ sĩ mà viết kịch bản đó họ nghe được cái điều đó của nó. Nhưng mà rõ ràng là nói là nó nói ra cái cảm giác sau đó của nó là tốt hơn hẳn. Nó ra diễn tốt hơn hẳn luôn. Vì thật sự là nó nói là tao khấn và tao cảm thấy nó linh, cảm thấy thật sự là linh nghiệm. Cho nên là đối với nó có nghĩa là những người mà ở lại ở trong sân khấu, vương vấn ở lại trong sân khấu là những người rất là linh, chứ không phải là không linh. Đó, nó đúng với nghề là những người mà họ yêu sân khấu quá thì họ phải ở lại thôi. Em nghĩ nó theo kiểu như vậy. Đó. Rồi nhưng mà cái đợt mà tháng 2 vừa rồi là quá ghê, lần đầu tiên mà em thấy nó đi xuống cái đầu em vậy, là lần đầu tiên trong đời. Cảm ơn Phúc nha. Dạ, không có gì anh. Em cái câu chuyện cũng là rất là thú vị, hấp dẫn đó. Mà mai mốt vậy là mai mốt anh cũng đi đâu anh cũng rút kinh nghiệm. Nhất là mấy cái chỗ lạ. Cũng thiệt nhiều vô. Đúng rồi, mình gian giấy. Rồi mình xin phép người ta. Dạ. Để cho mình không có gì nhưng mà mình có một tiếng nói. Có cái lợi trước. Cái lợi trước đi. Đúng không? Không? Đúng rồi. Dạ. Vậy mai mốt nhớ rút kinh nghiệm nha. Dạ nhớ. Một cái luôn. Đi quay là phải nhớ nha, gian giấy đi. Cấp tới bến luôn á. Cấp tới bến luôn. Rồi uống miếng trà với anh Hai đi. Cảm ơn anh Hai hôm nay đón em.